Kính chào quý chú anh chị, từ mùa tháng 3 cho tới tháng 6 thì sẽ là chính vụ của cái mật ong rừng ở Tây Bắc. Cụ thể là ở chỗ mình là ở Điện Biên thì thông thường nó sẽ phân bổ ở Điện Biên, Nai Châu, Sơn La là sẽ rất là nhiều cái ong rừng này. Ngoài ra các cái tỉnh Tây Bắc khác thì cũng có nhiều đấy. Thế nhưng mà như ở chỗ mình thì sẽ là ở tỉnh Điện Biên. Thế và cái ong phân bố nhiều nhất thì sẽ là cái ong đá và ong khoái thì cái tính chất của hai cái loại mật này thì ong đá là nó sẽ đặc hơn ví dụ như đây cái chai này là chai ong đá này còn cái chai này là chai ong khoái ong khoái nó, tính chất nó sẽ loãng hơn mọi người có thể thấy là nó sẽ loãng hơn so với cái ong đá ong đá thì nó sẽ đặc hơn mật nó sẽ kẹo hơn và khi mà cái, cái con ong khoái này nó làm thì nó sẽ làm tổ ở trên các cái cành cây cao và cái trên vách đá cao nữa và cái con ong nó rất là lớn đây để à, cứ đến mùa thì bên mình sẽ mua từng cái tổ như này người ta người ta sẽ bắt bắt và người ta cho vào từng cái túi như vậy và cứ mỗi một túi một tổ tùy có tổ to tổ nhỏ khác nhau tùy nhá cái tổ này thì khá là già rồi đây những cái con ong nó vẫn còn sống này. À, mọi người có thể thấy là nó khá, nó còn cử động thì cứ mua từng cái tổ như thế này Sau đó thì cho vào vắt Vắt thì sau đó sẽ ra những cái mật đóng chai như thế này Thì bên mình sẽ vắt để quay, để bán quanh năm Thì thông thường một năm sẽ ước lượng mình bán khoảng bao nhiêu Thì mình sẽ mua cái tầm đó à, Còn đối với cái mật mà có sáp như thế này Thì sẽ chỉ bán đa số là trong mùa như thế này thôi Và à, mật nguyên sáp hiện tại bây giờ mình đang bán là 200.000 đồng cho một kg Kể cả mật ong đá hay mật ong khoái đều bằng nhau và cái ong khoái này tính chất mật nó sẽ vàng vàng nhé, còn ong đá thì màu nó sẽ đậm tối màu hơn, nó tùy từng tổ nhé, mỗi một tổ thì màu nó lại khác nhau nhé, ví dụ như đây, cái tổ ong khoái này thì màu nó lại vàng hơn, nhưng mà tổ ong khoái này màu nó lại tối màu hơn, đấy, nó tùy tùy từng tổ khác nhau, đây hai cái này màu nó cũng khác nhau này, đấy nó tùy từng tổ và từng vùng mật khác nhau tại vì ong rừng thì cái con ong nó đi nó hút đủ các loại cây và các loại cây nó đều khác nhau cho nên là mật nó cũng sẽ khác nhau cho nên là mật ong rừng nó rất là thơm đây những cái như cái tổ này. Ừ cái ong khoái ong ong đá, đá với ong khoái này thì đều 200 000 một cân loại nguyên sáp như vậy về cô chú anh chị tự bắt đối với những cô chú anh chị nào mà chúng ta không có tin tưởng đấy thì chúng ta sẽ mua cái sáp này nguyên để chúng ta tự bắt hoặc là muốn có cái cảm giác bắt còn đối với cái loại vắt sẵn này thì bên mình sẽ bán là ba hiện tại bây giờ đang là 350 000 đồng cho một lít kể cả ong khoái và ong đá thì đều có giá thành bằng nhau đều ba trăm rưỡi một lít đây cái chỗ này thì là ong đá này ong đá thì thường nó sẽ làm trong hốc cây, hốc đất, hốc đá. Còn đối với ong khoái thì nó sẽ làm tổ trên cành cây cao, đa số là cành cây cao và hốc trong trong các cái ở trên các cái vách đá cao đấy. Rồi, cái tổ này đã được vít nắp này, còn tổ này thì nó chưa vít nắp, Nên nó bình thường thôi. Tổ này nó sẽ vàng hơn và tổ này màu nó sẽ sậm hơn. Đây là ong đá, ong đá thì tổ nó sẽ nhỏ hơn. nha Đây, mọi người nhận biết ong đá, ong khoái bằng cách là cái cái ong nó khoái này thì cái ống mật nó sẽ to hơn và con ong nó sẽ to hơn nha đây này con ong nó còn sống nguyên con này bố đốt, đốt cực kỳ đau đó thì đó là cái mật ong rừng vào mùa năm 2024 hiện tại bây giờ bây giờ đang là tháng à, bây giờ đang là tháng năm dương lịch đấy à, vừa mới qua lễ mùng 7 tháng 5 của điện biên xong ong à, à, mình sẽ cập nhật lại cái giá một chút đó là cái Ờ, ông nguyên sáp thì ông đá với ông khoái đều bằng nhau thì sẽ là 200 000 một cân còn đối với ông mà đã mắt sẵn như thế này mỗi chai một lít thì là 350 000 một lít à, ông khoái này ông đá ông khoái vàng hơn và ông đá đậm hơn và nó đặc hơn nha cô chú anh chị khi mà chúng ta mua mà chúng ta muốn đặc thì chúng ta sử dụng ông đá còn muốn màu nó đẹp thì chúng ta sử dụng ông khoái hai loại đều chất lượng và nó rất là thơm khi mà chúng ta dùng thì chúng ta ngửi kiểm tra chúng ta sẽ ngửi mùi và uống thử cái cái mùi của mật ong rừng nó rất là thơm và thứ hai nữa là cái ong này nó có vị ngọt thanh và uống nó cực kỳ ngon cái mật ong thì nó hay bị lên ga một chút nó hay có bọt như thế này nó sẽ lên ga một chút à, ok xin kính chào cô chú anh chị chúc mọi người sức khỏe và thịnh vượng ai có nhu cầu về mật ong rừng à, chuẩn thì có thể liên hệ mình theo số điện thoại mình đặt trên màn hình 0971858882